anh ơi, lý do tại sao con nhà em siêu âm có một con? Cái lê này sao lại hỏi mình? Dậy trả lời đi. Đầu tiên nó cứ phải nhiều đã. Nhiều đã, nhiều thì nó mới sướng được. Ngày xưa các cụ đã có câu rồi: lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Đây, đây này. Ở đây chứ đâu nữa. Yếu tố thứ hai ở đây chính là đẻ lần đầu. Đẻ lần đầu bao giờ một con, người ta gọi là con sơ các bạn ạ. Đẻ lần đầu lấy đâu ra đẻ nhiều. Đẻ nhiều làm sao mà có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm làm sao mà chăm được. Đẻ ít thôi. Nope. Úi giời. Yếu tố thứ ba là giống nó phải tốt. Con đực nó phải khỏe. Khỏe như mình này. Đêm ngày 7 ngày 3 và ra không kể. Mệt chết nhở. Quay một tí mà mệt chết đấy.